Trước diễn biến của cơn bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn chỉ đạo các nhà trường tại Hưng Yên cho học sinh nghỉ học vào ngày mai thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024 và bố trí dạy bù vào thời gian phù hợp, triển khai cắt tỉa, cành cây, chằng chống, gia cố trường lớp học, theo dõi thường xuyên diễn biến của bão, mưa lũ, úng ngập để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.